Chào các bạn nhé, video này mình sẽ giới thiệu với các bạn mẫu tranh thêu chữ thập. Tranh này là tranh thêu kín của hãng Mona Lisa các bạn nhé. Đây là bức tranh ạ. Mã tranh là HH0883. Cái mẫu này thì có hai kích thước các bạn nhé. Đây là có bốn kích thước cơ, nhưng mà cái mã HH0883 này thì là cái kích thước 136x52. Còn HH0884 được kích thước to hơn một chút nữa. Còn hai kích thước nữa là của hãng khác, cái mã tranh nó sẽ khác một chút nhé. Đây là HH0883 nhưng thực tế của nó là MHH0883 các bạn nhé. Cái kích thước to của nó là gần 2m, 1m9 mấy. Mình sẽ quay một video sau mình sẽ đăng lên cho các bạn xem nhé. Còn video này mình sẽ đăng cái kích thước 136x52 mình quay cho các bạn xem. Trong tranh thì có bao gồm cái tờ chart hướng dẫn này các bạn này. Khi mà mình đóng tranh cho khách thì cái bức này nó có hộp nhá. Hộp đây ạ, hộp biểu của nó như thế này, của hãng Mona Lisa như thế này. Có hộp ạ. Vì là mình mở ra mình quay luôn cho các bạn xem nên là mình không đóng hộp nhá. Đây là tờ chart hướng dẫn. Đây là bảng chỉ này các bạn này. Nó gồm có hai bảng chỉ, không có chỉ rời các bạn nhé, không có gói chỉ rời mà có hai bảng chỉ thôi. Tổng màu chỉ là 32 màu chỉ. Đây mình chỉ người ta không để rời, người ta sẽ gài luôn lên đây vỉ nha các bạn này. Ví dụ như màu 25 là có 2 ô này, màu 26 mình thấy có 2 ô này, màu 32 có 4 ô, 5 ô ạ, màu 19 có 3 ô, màu số 07 là có 4 ô, 5 ô, màu số 5 là có 4 ô ạ. Còn đâu là rời 11. Trên tranh cũng có mã tranh các bạn nhé, HH0883. Chỉ rất là đẹp luôn. Chỉ này là chỉ cốt tông các bạn nhé, hoặc là gọi là chỉ thường. Chỉ cốt tông hoặc là chỉ thường ạ. Mình thêu sợi 3 nhé, 3 chỉ. Một cái sợi này thì mình có 6 sợi con ở trong, mình tách đôi ra. Các bạn thêu 3 sợi. Tranh thì cái bức này nó là 3 bức các bạn này. Thì tùy từng đợt, có đợt thì xưởng người ta không tách rời, nhưng có đợt thì người ta cắt rời ra. Ví dụ như thể là bức này thì là người ta cắt rời ra như này này, 3 tấm này. HH0883 này. Đây là của cái bức này đấy. Ký hiệu rất là dễ nhìn luôn. Tranh kín luôn các bạn này. Bên này là cái bảng chỉ các bạn này. Tiếp theo là bức ở giữa. Trong tranh là có kim gài đấy các bạn nhé. Khi mình gửi tranh thì mình sẽ tặng thêm kéo và kim nữa.
Đây là bức giữa đấy, hiêu nai này. Đây là toàn bức tranh hiêu nai các bạn này. Trên tranh là có ký hiệu màu chỉ các bạn nhé. Ví dụ màu bao nhiêu thì các bạn lấy cái số màu chỉ đấy các bạn thêu vào. Ví dụ đây là màu 07 là cái màu vàng này các bạn. Thì các bạn lấy màu chỉ 07 nhé, thêu vào ạ. Màu 19 thì mình thêu màu 19, 20 nữa đấy ạ. Tranh rất là tiện luôn, nó có đánh số chỉ luôn. Ký hiệu rất là dễ nhìn luôn. Mã tranh ạ. Bức tiếp theo là phần ngoài cũng là cái bức hoa các bạn nhé. Đây cái lá chứ, là bức lá. Mình sẽ quay tiếp các bạn xem này. Rất là dễ thêu ạ. Các bạn đăng ký kênh, bấm chuông ủng hộ shop để nhận những video mới của shop nhé. Shop sẽ đăng những mẫu mới cho các bạn xem liên tục ạ. Rất là nhiều mẫu mới đẹp các bạn nhé. Đây là toàn bức tranh này. Mình quay cho các bạn xem tất cả luôn. Tranh rất là đẹp. Đây mình sẽ để chỉ bạn này. Đây là một bộ tranh hoàn chỉnh đấy ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ạ. Chào các bạn.